Chào các em, trong bài học ngày hôm nay chúng ta học về chat form, tức là chúng ta sử dụng các thẻ thư viện của chat một framework để chúng ta map dữ liệu giữa các mô đồ chuyển từ phía action sang file view, và trong file view chúng ta có thể dùng các thẻ của chat tag library để chúng ta map dữ liệu với các đối tượng này, và chúng ta có thể map vào trong form, và từ đấy chúng ta có thể ghép dữ liệu từ form gửi lên server và server trả về form. Thì để cụ thể hơn thì chúng ta cùng đi vào trong ví dụ thì em sẽ thấy rõ hơn về chat form này. Thì ở như bài học lần trước chúng ta sử dụng request get parameter để chúng ta lấy giá trị từ form hay từ phía URL gửi lên server, đúng không? Thì trong bài học này anh sử dụng cái chat form để anh ghép dữ liệu từ form gửi lên. Thì giả dụ trong bài học này chúng ta có một cái đối tượng là user ở đây, và trong cái controller này anh khai báo một cái bin, đúng không? Bin là user, và ở đây chính là cái đối tượng user của chúng ta thôi, không có gì cả. Và trong cái user này có hai độc tính là name và s. Thì trong cái controller này chúng ta ở đây, anh giả dụ anh có một cái action path ở đây, chính là cái đường dẫn request đến SUser, thì anh sẽ trả về cái view là SUser ở đây kèm theo cái model là user của anh, đúng không? Thì anh sẽ gọi đến hàm SUser. Thì trong cái hàm SUser này các em thấy là chúng ta có một cái đối tượng là user, và anh set thuộc tính ở đây là name là hello shirt trung tâm Java, và s ở đây là 10, và anh trả về cái view là SUser. Thì trong cái view SUser này các em thấy là như bài học trước chúng ta khai báo một cái form HTML rất bình thường. Thì trong bài học này anh sử dụng cái thẻ string shirt tag ở đây, thì anh sẽ khai báo một cái thư viện để anh dùng. Thì ở đây anh sẽ làm mở ngoặc nhọn phần trăm ma còng này, tab lib này, và đây anh dùng URI. Thì URI ở đây sẽ chọn cái thư viện là tag HTML của search, thì anh sẽ chọn cái này, và anh chọn prefix ở đây chính là HTML. Thì cái thẻ thư viện này cũng tương tự như thẻ GSTL anh đã hướng dẫn các em trong khóa học Java web rồi, thì các em xem lại. Thì ở đây anh dùng bộ thư viện là chat tag HTML và prefix là HTML. Và thay vì anh làm form như thế này và anh phải để đường dẫn là tên project, thì bây giờ anh có thể làm lại cái form như sau. Thì anh để nguyên cái form ở trên. Bây giờ anh sẽ thay thế như sau. Đầu tiên là HTML này, hai chấm này, form này. Và trong cái form này các em action này. Action ở đây thì các em chỉ cần chuyển vào đây là view view user như thế này. Các em chỉ cần chuyển là viewer.html, các em không cần chuyển vào cái tên project này nữa. Thì tiếp theo ở đây là method, anh để là method là post chẳng hạn. Và bên dưới này thì anh sẽ copy lại như này. Và bây giờ các em thấy là ở đây có một cái trường là input, đúng không? Bây giờ anh sẽ thay thế trường input này bằng một cái thẻ là html2.ml2. này, đây là text. Thì ở đây các em thấy là có một cái thuộc tính ở đây anh để là name. Và đây các em thấy là có một cái name ở đây. Name ở đây chính là tên của cái đối tượng chúng ta chuyển sang từ controller. Các em thấy đây, cái name ở đây chính là user, đúng không? Thì cái đối tượng user này sẽ copy cái name này. Và các em nhớ cho anh là property ở đây chính là cái tên thuộc tính của cái đối tượng user. Thì property anh để là name, đúng không? Thì các em nhớ cho anh là các em phải copy chính xác cái tên này trong cái file HTML. Tương tự như vậy thì các em phải copy lại cái này và các em dán nó bên dưới này. Ở đây sẽ là name, sẽ là user, tức là đối tượng user chúng ta chuyển từ cái action sang, đúng không? Thông qua cái key là user ở đây. Và anh sử dụng cái thuộc tính là s, thì anh sẽ copy cái s này, anh dán vào đây. Và tiếp theo anh sẽ tạo một cái button submit, thì ở đây anh chỉ việc là HTML submit. Thì trong này anh để giá trị là button là thêm người dùng, đúng không? Như này thôi. Và bây giờ anh có thể xóa cái form này đi. Thì anh đã được một cái form sử dụng cái thẻ chat tag library. Thì ở đây anh dùng cái tag library là tag HTML. Thì HTML các em thấy có rất nhiều các thẻ, thì anh ở đây anh ví dụ hai thẻ tag trước. Và bây giờ khi anh submit thì nó sẽ gọi đến cái đường dẫn là viewUser.html. Thì trong chat này, viewUser ở đây nó sẽ gọi đến cái hàm là viewUser trong cái user action của anh, và trả về cái view là viewUser, đúng không? Thì trong cái viewUser này chúng ta đã có một cái đối tượng là action form ở đây rồi. Thì trong cái view user này anh chỉ việc là trả về cho cái anh cái trang view user. Và ở đây các em thấy là chúng ta đang chuyển cái đối tượng user này sang. Thì cái đối tượng user này các em nhớ cho anh là nó phải trùng tên với cái giá trị chúng ta để ở form đây, chính là cái name ở đây. Thì cái đối tượng này các em phải trùng với cái tên này. Và bây giờ anh sẽ chuyển cái thằng view user này lên cái gọi lên đây và chuyển sang cái view user, đúng không? Trong cái view user này anh sẽ mở cái view user này ra. Thì trong này anh sẽ có dùng cái thẻ là bin. Bin trong cái chat tag này này, anh sẽ dùng cái name ở đây là user, chính là cái model anh chuyển sang ở đây, chính là cái model này. Model anh lấy được từ cái form gửi lên.
Và model user này anh sẽ có thuộc tính là name và ở đây là s đúng không? Ở đây anh sẽ thêm định dạng format bên này. Thêm định dạng format là thăng thăng chẳng hạn. Thì bây giờ anh sẽ chạy lại server để các em thấy. Thì như bài học trước chúng ta phải dùng request get parameter để chúng ta lấy giá trị từ form gửi lên. Thì trong bài học này anh sử dụng các thẻ chất tag để anh ghép. Thì ở đây anh sẽ ghép thông qua cái đối tượng, cái model là user này, thông qua cái thẻ là html2.text và thuộc tính cũng như name. Bây giờ anh sẽ quay lại đây và anh gọi đến cái hàm SUser. Thì hôm nay các em refresh lại các em thấy không? Ở đây cái form này đã được nhập dữ liệu là hello chat trung tâm Java tuổi là 10. Bởi vì khi anh gọi đến cái SUser thì nó sẽ gọi đến action này. Và đây cái đối tượng user của anh đã set dữ liệu ở đây là hello chat và set s phòng 10 và sau đó anh sẽ trả về cái trang SUser này. Thì trong cái thằng SUser này nó sẽ tự động tìm cái thuộc tính là name trong cái đối tượng user chuyển sang và nó sẽ set giá trị vào cái trường input này. Tương tự như vậy, ở đây sẽ là s text, ở đây nghĩa là cái trường input là text. Thì ở đây các em thấy là dữ liệu của cái model user được gắn vào trong cái form này đúng không? Và bây giờ anh bấm vào thêm người dùng. Thì các em thấy là nó sẽ submit sang cái form view user này và anh cũng lấy được giá trị từ cái đối tượng model user chuyển sang. Thì khi anh submit cái này thì cái đối tượng user này sẽ được ghép vào trong cái form, ghép vào trong cái user model này. Các em thấy đây, chúng ta ghép vào trong cái đối tượng user này. Và anh lại đẩy cái model user này sang cái file view user. Và trong view user, anh có thể sử dụng cái thẻ bin ở đây để anh đọc thuộc tính của cái đối tượng model chuyển sang, chính là user này. Thì như vậy các em thấy là trong cái chart 1 thì hỗ trợ chúng ta sử dụng các thẻ chart tag library để chúng ta ghép dữ liệu từ cái đối tượng vào trong cái form, cũng như là sử dụng cái đối tượng đấy để trả về user. Tức là từ server trả về phía client và client lại gửi lên server, dùng các thẻ này để chúng ta map dữ liệu giữa cái form và cái đối tượng model trong chương trình của chúng ta. Thì ở đây các em có thể back lại này, các em có thể thay đổi, giả dụ như là đây là chart như này 2 đúng không, các em thêm này, các em thấy đây giá trị đã được thay đổi. Thì như vậy so với việc dùng request parameter, các em thấy dùng các thẻ chart tag kết hợp với cái việc mà sử dụng model trong cái chart 1 framework, các em thấy sẽ làm việc nhanh hơn. Thì tương tự như vậy, trong cái chart này có rất nhiều các thuộc tính, anh giả dụ như ở đây. Ở đây anh có thể thêm cái thuộc tính như là giới tính chẳng hạn, thì anh sẽ khai báo thêm thuộc tính của thằng cái class user này, chính là cái model của chúng ta, thì anh sẽ top server lại. Thì giả dụ trong cái model của chúng ta anh sẽ thêm là thuộc tính là string là giới tính đúng không? String ở đây là sex chẳng hạn, nghĩa là giới tính. Private ở đây anh sẽ string là about, tức là giới thiệu về bản thân. Rồi các em có thể thêm những thuộc tính như là anh giả dụ như là sở thích đúng không? String đây là favorite, tức là sở thích người dùng. Rồi các em có thể lựa chọn là một cái danh sách. Anh giả dụ ở đây, các em có thể lựa chọn là nghề nghiệp chẳng hạn, đúng không? Hay là ở đây chính là nghề nghiệp, anh giả dụ như là job như này, tức là công việc. Thì bây giờ anh sẽ gen ra các hàm set get cho cái thuộc tính này. Anh click vào suộc, anh chọn setter getter. Thì các em nhớ cho anh là cái model trong cái thằng chart 1 framework này chính là cái đối tượng người dùng thôi. Và cái trong cái chart 1 này được gọi là bin. Thì các em hình dung bin cho anh là một cái đối tượng user. Và đây cái đối tượng user này có các thuộc tính như sau. Và bây giờ trên cái form SUser này, giả dụ ở đây, anh sẽ chuyển sang một cái đối tượng user vào cái form SUser này. Và trong form SUser này anh đã có một cái thẻ HTML ở đây đúng không? Bây giờ anh sẽ tạo thêm một thuộc tính mới nữa. Ở đây thì tuổi này, sau đó đến giới tính đúng không? Thì giới tính ở đây anh sẽ làm một cái gọi là radio box đi. Đây sẽ là giới tính. Ở đây anh sẽ dùng radio box, thì ở đây chúng ta không dùng cái này nữa mà chúng ta dùng HTML này, các em radio này. Ở đây thuộc tính ở đây chính là sex đúng không? Value ở đây chính là nam. Giả dụ như thế. Và name ở đây các em để cho anh là user. Và ở đây các em để cho anh là nam. Tương tự các em copy lại cái này. Các em copy lại đúng không? Các em dán sang bên dưới này. Bên dưới này sẽ là nữ. Đây sẽ là nữ. Và thuộc tính đây vẫn là sex đúng không? Tương tự như vậy. Các em copy lại cái này. Và ở đây chúng ta có thuộc tính là gì? Thuộc tính đây sẽ là about, tức là text area. Thì ở đây anh sẽ để như này cho dễ nhìn được. Ở đây sẽ là giới thiệu đúng không? Giới thiệu. Và đây thuộc tính là ở bao, anh sẽ copy sang này.
Và đây, anh sẽ xóa cái radio đi, anh sẽ xóa này đi. Anh sẽ là HTML này, 2.textArea này. Thì trong này các em để thuộc tính là about đúng không? Và đây, cái name chính là đối tượng user chúng ta đang sử dụng. Thì các em ghi nhớ cho anh là trong cái chat config này chúng ta đang chuyển sang một cái model tên là user. Do vậy trong này chúng ta dùng name là user chúng ta sử dụng ở đây. Và trong này thì các em để cho người phép người dùng nhập thôi. Tương tự như vậy, tiếp theo là cái thuộc tính là favorite. Favorite đây anh sẽ để là checkbox, tức là sở thích. Thì ở đây anh sẽ để là sở thích như này. Và ở đây thuộc tính, ở đây anh sẽ xóa cái này đi. Ở đây sẽ là HTML này, checkbox này. Thì ở đây thuộc tính đây sẽ là favorite đúng không? Như này. Và đây name là user, tính là đối tượng user chúng ta chuyển sang, hay là gọi là model. Thì sở thích ở đây, các em để cho anh là value, giả dụ như xem phim đúng không? Thì ở đây hiển thị trên trang HTML sẽ là xem phim như thế này. Để giá trị gửi lên server và value bên dưới này. Xem phim này, đây là nghe nhạc này. Thì đây sẽ là nghe nhạc, hiển thị sẽ là nghe nhạc đúng không? Tương tự như vậy, anh sẽ dùng một cái drop down list để anh hiển thị dữ liệu. Ở đây giả dụ nghề nghiệp chẳng hạn. Nghề nghiệp như thế này. Và anh sử dụng đây là HTML 2.select. Thì ở đây anh sử dụng thuộc tính đây là job đúng không? Và trong này cái name ở đây sẽ là user. Và trong này các em sử dụng cái đối tượng HTML và trong này sẽ là option. Ở đây chúng ta dùng option ở đây. Thì option có hai dạng, một cái là các em có thể nhập dữ liệu hoặc là các em chuyển vào cái danh sách. Ở đây anh dùng option đi. Đây là IT. Và đây giá trị là IT đúng không? Các em copy lại. Đây sẽ là nhân viên ngân hàng. Đây sẽ là ngân hàng NH. Đây sẽ là gì? Tester chẳng hạn. Đây sẽ là tester, giá trị chuyển lên server đúng không? Thì bây giờ anh đã được cái form này rồi. Thì bây giờ anh sẽ kéo vào đây cho nó nhìn rộng ra chút. Thì anh đã xong cái form HTML rồi. Và bây giờ anh sẽ chạy lại để các em thấy kết quả. Thì ở đây các em bên form view này các em hiển thị thêm dữ liệu ra. Giả dụ bên này chúng ta có những thuộc tính, anh sẽ top server lại trước đã. Thì ở đây các em thấy là chúng ta có những thuộc tính là tên, tuổi đúng không? Chúng ta sẽ thêm vào đây. Tuổi này. Chúng ta sẽ copy thêm vào. Ở đây sẽ là giới tính này. Giới tính như này. User ở đây sẽ là sex đúng không? Đây là string nên chúng ta không cần format nữa. Tương tự như tiếp theo là chúng ta có about, favorite, about đây sẽ là about. Và anh bỏ format đi. Bởi vì đây là kiểu dữ liệu là chữ rồi. Tương tự favorite cũng vậy. Favorite này. Và đây cuối cùng là job, tức là nghề nghiệp. Nghề nghiệp vào đây. Và các em xóa cái format này đi. Format này các em chỉ áp dụng cho số thôi. Đây sẽ là nghề nghiệp. Nghề nghiệp. Đây sẽ là sở thích. Sở thích. Đây sẽ là giới thiệu. Giới thiệu đúng không? Thì bây giờ anh sẽ xếp hết lại. Và bây giờ anh sẽ chạy lại chương trình. Thì ở đây các em thấy là các em nhìn vào trong tab console này các em thấy là khởi động thành công rồi đúng không? Thì bây giờ anh sẽ lên trình duyệt. Anh sẽ gõ vào đây là add user. Thì các em chờ một chút. Thì các em thấy đây, nó hiển thị ra cho anh các form HTML rất chi là đẹp đúng không? Anh sử dụng là chọn nam hoặc nữ này. Ở đây các em thấy là giá trị của cái đối tượng user này lúc đầu anh đã set vào đây là tuổi và tên rồi đúng không? Vì vậy trên cái form này đã có rồi. Anh sẽ nam nữ này, giới thiệu là trung tâm Java chẳng hạn, trung tâm Java. Ở đây sở thích là xem phim. Nghề nghiệp ở đây anh chọn là nhân viên ngân hàng hay là tester hay là IT. Anh bấm thêm người dùng. Các em thấy bên này nó hiển thị đúng dữ liệu không? Tuổi này, giới tính nữ này, trung tâm này, sở thích xem phim, nghề nghiệp IT này. Tương tự các em có thể chọn đây. Rồi chọn vào đây là nam, tuổi là 2. Các em chọn nghề nghiệp nhân viên ngân hàng, các em bấm submit này. Các em thấy không? Đây là ngân hàng NH đúng không? Chính là cái value của chúng ta. Nghề nghiệp nhạc, trung tâm Java, giới tính nam, tuổi 2, just như này, tên như này. Như vậy các em thấy trong bài học ngày hôm nay chúng ta học về cái thẻ này. Các em chú ý cho anh cái thẻ
là chính là thẻ HTML, thẻ chat tag tag HTML. Đây chính là cái bộ thư viện chat hỗ trợ chúng ta. Chúng ta dùng cái thẻ tag HTML này để chúng ta ghép dữ liệu của cái module chuyển sang từ phía action, từ phía action ở đây, để chúng ta ghép với cái dữ liệu trên cái form HTML, form giao diện trong cái file view. Và từ cái file view này, khi chúng ta submit ngược lại thì dữ liệu từ cái form này chúng ta lại ghép ngược lại đối tượng. Thì chat 1 hỗ trợ chúng ta ghép đối tượng theo hai chiều như vậy, ghép đối tượng theo chiều từ server về phía view và từ view ngược lại về phía server. Thì các em nhớ cho anh là trong bài học ngày hôm nay chúng ta dùng các thẻ chat form để chúng ta ghép dữ liệu. Các em nhớ cho anh một số thẻ như này: chúng ta dùng các thẻ HTML để chúng ta ghép dữ liệu từ mô đồ, và chúng ta dùng cái thẻ bin này chúng ta để hiển thị dữ liệu của một cái đối tượng, của một cái mô đồ thông qua thuộc tính. Các em nhớ cho anh như vậy. Và ở đây trong cái phần cấu hình này, các em nhớ cho anh là các em phải chuyển cái đối tượng mô đồ này, tức là cái bin. Thì cái bin này, các em phải chuyển cái bin này thông qua những cái action của chúng ta. Ví dụ view user chúng ta cũng phải chuyển cái action ở đây. Có cái module là user chúng ta phải chuyển sang cái view. Thì trong cái view user này, trong cái view user đây chúng ta mới có thể đọc được những cái thuộc tính của đối tượng user này. Tương tự như vậy, trong khi chúng ta add hay chúng ta thêm thì chúng ta cũng làm như vậy. Thì ở đây các em có thể tiếp tục làm với việc là thêm người dùng, sửa người dùng hay là xóa người dùng, để các em tự động các em làm như bài tập ở nhà. Thì trong bài học tiếp theo anh sẽ tiếp tục hướng dẫn các em sử dụng cái chat form này kết hợp với request get parameter và JDBC để chúng ta có thể thực hành. Thì trong bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ học về JDBC chat tag 1. Thì hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.